Xin chào quý vị khán giả, cô chú anh chị em và các bạn thân mến. Đây chính là vị trí đang thi công một dự án, đó chính là xử lý lún sụt lún mặt đường ở đoạn đường Nguyễn Huệ từ đường Nguyễn Du đến đường Hoàng Diệu và kết hợp với chỉnh trang đô thị. Đây là khu vực của gói thầu đang thi công cọc xi măng đất kè cừ. Bây giờ cụ thể là sao thì mời cô chú quý vị khán giả cùng xem trên thước video của em. Và hiện tại em đang di chuyển ở khu vực của phường 2, thành phố Sa Đéc. Bên cái nhánh này chính là nhánh đường Hoàng Diệu, và con đường ngoài đây chính là đường Nguyễn Huệ. Như cô chú anh chị em, hôm trước em cũng có chia sẻ một cái video ở đoạn này đang thi công hôm trước Tết đó. Rồi hôm nay thì em thấy đã thi công qua bên cái khu vực của cái cầu sắt quay. Hôm trước trước Tết thì thi công ở bên bên kia cầu sắt quay á, cũng cặp theo cái dãy bờ kè này nè. Đoạn này thì nó hơi yếu cho các phương tiện ghe tàu vận chuyển hàng hóa ở hướng ngược lại sẽ đổ về chợ Sa Đéc á, thì người ta vận chuyển hàng hóa đường thủy cũng rất là nhiều luôn. Và đây cũng có thể nói là một cái đoạn sông Sa Giang vận chuyển hàng hóa ở từng khu vực của Sa Đéc đến các nơi ở khu vực khác á. Đoạn này thì người ta bóc những cái phần mà gạch cũ đi nè, để đưa cái phần gạch mới lên cũng như là thi công cho nó chống sạt lở á. Còn phía trước đang thi công rồi cho nên em sẽ trở lại nha. Ở bên trên chính là cầu sắt quay, của chú có thể nhìn thấy đó. Hướng cầu sắt quay đổ về bên kia chính là mình đi phà Sa Đéc, còn ngược lại thì mình sẽ đổ vào trung tâm của thành phố Sa Đéc và về chợ Sa Đéc đó. Và từ bên trên cầu sắt quay đổ xuống bên trái chính là đổ về đường Trần Phú. Bây giờ em sẽ di chuyển một vài nhánh đường các ngành cùng xem nữa nha. Rất nhiều các ghe tàu lớn người ta di chuyển qua con đường này nè. Thành ra cái nhánh sông này nó phải làm bờ kè đó, để tránh tình trạng sạt lở đó. Các nhà thấy sóng đánh rất là mạnh luôn ha, mỗi lần mà các tàu ghe lớn nó chạy qua đây nè. Các nhà nhìn thấy là nó lún xuống sâu nè, thấy không, nó nghiêng luôn nè. So với cái phía trước đó, đổ dài lại phía trước thì mình sẽ đến khu vực của chợ đêm Sa Đéc, và qua khỏi chợ đêm thì mình sẽ đến cái chợ nông sản của Sa Đéc á. Rất nhiều rau củ quả bà con mình hay về đây để mà lấy nông sản với giá sỉ về khu vực của chợ Sa Đéc nè. Đó, mà đây là chính là đường Hồ Xuân Hương. Di chuyển qua đây chính là đường Trần Hưng Đạo nha cả nhà. Mình quẹo trái sẽ đổ về chợ Sa Đéc. Bên trên chính là cầu sắt quay cả nhà, mình em đang trôi bên dưới giả cầu. Đó, đoạn khu vực của đoạn đường Đỗ Chiểu nè đang thi công. Khu vực mới nãy thì khu vực đó thì người ta đang thi công cái bờ kè mà nãy em vừa chia sẻ nãy giờ á, thì em sẽ di chuyển qua ngoài khu vực của bờ kè để mình xem cái đoạn đó thi công tới đâu rồi nha. Đường Nguyễn Huệ giao đường Nguyễn Du. Rồi đây chính là cái đoạn đã hoàn thành nha cả nhà. Đây đoạn này đã thảm nhựa luôn rồi nè. Ở bên trái là cái bờ kè cũng mới vừa hoàn thành rồi đó. Cũng đã lát gạch hoàn chỉnh rồi nè.
nhưng mà hiện tại thì chưa có thi công kịp cái phần mà những cái cột đèn á, cả nhà mình thấy những cái phần ống nó lòi lên nè, ống dẫn đường hệ thống đèn, hệ thống điện chiếu sáng bên trên với là cầu sách quay á, đoạn này vẫn đang thi công, hy vọng sẽ sớm hoàn thành để tránh tình trạng sụt lún nè, cho bà con mình di chuyển qua đây nó cũng an tâm hơn, bà con ở cặp theo cái bờ kè này cũng cảm thấy an toàn hơn. Ở bên kia thì mình di chuyển cặp theo bờ kè, bên kia mình sẽ hướng Đà Nẵng, mình sẽ đổ về làng hoa Sa Đéc nha cô chú anh chị em. Tại thì đã lát gạch hoàn tất cái phần bờ kè rồi, nhưng mà hệ thống đèn chiếu sáng thì chưa có thi công các cái cột đèn và những cái hộc bằng bông thì cũng chưa có hoàn thiện. Đoạn này em thấy nhiều nhà cũng rất là xưa gỗ rồi nha, có tuổi đời cũng rất là lâu rồi nè, nhiều cô chú cũng gắn bó cái khu vực này cũng khá là lâu rồi đó. Đây là cái đoạn mới vừa hoàn tất nè, nền nó cao hơn và lát gạch mới nè. Còn là đoạn này là đoạn đường cũ nè, đoạn đường bờ kè cũ mà. Em nghĩ là đoạn này cũng sẽ là thi công lại luôn cho nó hoàn chỉnh đó, chỉnh trang đô thị cho nó hoàn thiện luôn trong thời gian sắp tới. Kia thì cả nhà mình có thể nhìn thấy rất là lớn cái một cái thánh thất cao đài rất là lớn đó, bên kia sông của sông Sa Giang nè. Đoạn này thì kết thúc cái đoạn bờ kè rồi nè, mình sẽ quay trở lại. Ở đoạn này em thấy là trồng rất nhiều cái móng bò nè, hy vọng là mấy cái móng bò này không bị phá bỏ, chứ thấy cũng rất là đẹp luôn, ra hoa quanh năm luôn, ngay cái mùa xuân thấy ra hoa rất là nhiều luôn nè. Buổi sáng thì em thấy là vào những cái hôm mà em đi buổi sáng á, thì cặp theo dòng sông Sa Giang nè, thì các phương tiện người ta chở rau củ quả cho chợ Sa Đéc rất là nhiều luôn á. Còn vào cái mùa gần sắp Tết á, thì chở hoa trên cái con sông này rất là nhiều. Sa Đéc thì không chỉ riêng về đường bộ cũng phát triển mà cả đường thủy. Ngày xưa thì chủ yếu là thì đường thủy được phát triển mạnh nhất. À, bây giờ thì có cả đường bộ vận chuyển cũng khá thuận lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì chỉ có quốc lộ 80 nhưng mà chưa có cái tuyến cao tốc nào đi ngang qua Sa Đéc hết. Đó cũng còn là một mặt hạn chế về đường bộ. Rồi bây giờ em trở ra cả nhà, cho cả nhà mình xem một vài tuyến đường ở khu vực của trung tâm thành phố Sa Đéc, chợ Sa Đéc nè. Ở đây thì quý vị khán giả cô chú có nhìn thấy nè, phía trước công trường nè, và phía đây thì để là đường đang sụt lún, cái đoạn bên trong mà đang thi công xử lý lại cái bờ kè, cái nhà mình thấy nãy giờ em vừa chia sẻ đó, ô tô hạn chế vào trong đây nha, đường sụt lún. Ở đây chính là đường Trần Hưng Đạo nha cô chú anh chị em. Em và đây là video ngắn chia sẻ về những cập nhật mới nhất về cái đoạn bờ kè bị sụt lún và cũng như đang thi công trở lại gia cố bờ kè, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cái bờ kè trở thành bờ kè mới cho đẹp hơn ở đoạn cầu sắt quay này nha cô chú anh chị em. Và cuối video thì cảm ơn cô chú anh chị em và quý vị khán giả đã xem video, và nhớ đừng quên bấm like trên video và đăng ký kênh, và chúc cho cả nhà quý vị khán giả gần xa mình đón năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở những video tiếp theo của em nha.